Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bằng Trọn Đời. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về kỹ thuật hướng dẫn cho anh em một cái thủ thuật mà cũng nhiều người hỏi. Mọi người thì hay sẽ thích cài Win 7 hay Win 10 hay là một cái Win nào đó mà mình cảm thấy mình thích. Tuy nhiên, để mà cài được đúng cho cái Win thì mình cần phải kiểm tra xem cái máy của mình nó tương thích với những cái Windows nào. Mình nói đơn giản ví dụ như là cái bản Windows 10 thì có năm 2013 và 2014 thì nó lúc đó nó sẽ đang là thử nghiệm, cho nên những cái máy mà nó nằm ở 2013 trở về sau 2013-2014 thì hiển nhiên Microsoft sẽ cập nhật luôn cái bộ driver nằm ở trong máy đó. Còn những cái máy trước đó nghĩa là mình vẫn cài được bình thường, tuy nhiên là nó sẽ bị thiếu những cái driver cần thiết, ví dụ như là những cái chipset, những cái audio hay là những cái ABCD gì đó, cho nên nó sẽ dẫn đến cái máy mình chạy không có mượt, cứ cài mà bị lỗi lên lỗi xuống đó. Mọi người lưu ý cái điều này. Hoặc là cái máy mình muốn xài một cái máy mình mới mua ở đâu ngoài mấy cái cửa hàng mới đó, mới khui thùng. Nhưng mà không, mình muốn cài Win XP. Đó, mình muốn cài Win 7. Tuy nhiên là không có được. Nó không có cho cập nhật những cái driver cũ nữa, cho nên là mình không cài được. Thì để mà mình kiểm tra cái con máy mình có chạy được hay không thì trước tiên mình phải xem cái máy của mình nè, mình nhấn vào cái biểu tượng Windows. Đó, mình gõ DXDIAG, mình làm rất chậm nha. Mình Enter. Hoặc là mình nhấn cái phím tắt Windows R trên cái bàn phím mình đó. Mình gõ DXDIAG. Mình làm rất chậm nha, mình gõ Enter. Thì ở đây nó sẽ hiện cái thông tin cái model máy, nghĩa là cái model máy mình đó. Ở đây là HP EliteBook X360-1030G2 đó, mình đang dùng cái con này để mà mình test luôn cho mọi người xem thực tế. Thì cái bộ vi xử lý của nó là processor nè, Intel Core i7-7600U, nghĩa là con máy này thế hệ 7, nó 2017. Bây giờ bước kế tiếp, mình sẽ lên Google. Mình lên Google nè, mình gõ mở trang Google ra. Ví dụ như mình download driver của HP X360-1030G2, Enter. Nó ra trang đầu tiên luôn nè mọi người. Mọi người thấy không? Mở lên. Mọi người sẽ thấy nè. Nếu là chính cái máy này thì nó để luôn nè Detected Operation System Windows 10 64 bit, nghĩa là nó nhận diện được. Mình muốn biết cái máy mình là máy nào thì mình lít phải lên coi cái phiên bản mình đang chạy Windows là phiên bản nào, lít phải lên Disk PC, chọn Properties thì mình sẽ thấy đây nó có phiên bản nè, Windows Edition nè, Windows 10 Pro. Cái bản này là bản 64 bit, mọi người thấy chưa? Thì rõ ràng nó detect nghĩa là nó phát hiện ra cái máy mình chạy này luôn, cho nên nó sẽ tự động nó recommend, nghĩa là nó đề xuất cho mình luôn là cái bộ driver bên dưới là phù hợp nhất và của chính con máy luôn. Bây giờ mình muốn cái máy này chạy Win XP hoặc là Win 7 thì mình chọn đây nè, choose a different nè. Thấy chưa? Hệ điều hành của mình là Windows. Cái version là Windows 10 64 nè. Đó, mọi người thấy là với cái máy tính này thì mình chỉ chạy được bản Windows 10 64 bit thôi, mình không còn một cái lựa chọn nào khác. Nên mọi người đừng kêu lấy cái máy này đi chạy Win 7 hoặc Win XP là không bao giờ cài được. Bởi nếu mình có cài vô được đi chăng nữa, nó ngoài cái chuyện thiếu driver thì cái đầu tiên vô là cái máy mình nó bị mặt buồn, bị đâm ngay từ cái lúc mà vừa cái màn hình nó bật lên rồi. À, ok chưa? Mình sẽ thử thêm một chiếc máy thông dụng trên thị trường khác nè. Mình sẽ gõ ví dụ như là con Dell rất thông dụng trên thị trường 6430, con này là rất trâu bò.
Có thêm chữ download, đầu tiên mọi người. Download driver nha. Download driver. Thì mình đang tìm cái driver của nó để mình biết xem cái máy này có chạy được theo cái yêu cầu của mình không. Mình vào đây. Vì nó không có detect được nè, nó nói nè. Manually fire specific driver for your latitude 6430. Đây, bây giờ mình sẽ tìm theo kiểu bằng tay á, fire driver nè. Đây, nó hiện, cái này nó khác cái hồi nãy, chứ là nó hiện rất nhiều cái lựa chọn cho mình. Mình chỉ quan tâm hai cái dòng thôi. Đó là cái dòng mà operation system, thấy chưa? Cái này thì mình muốn cài cái gì? Cài BIOS, cài chipset hay là cài network, cài cái gì đó, cài video, cài màn hình gì đó. Bây giờ mình sẽ list, mở lên nè. Cái máy này nó hỗ trợ còn chạy WinXP được, Win 8.1 được, 364 nè, 32 nè, Win 8, Win 7.64, Win 7.32, Win 10.64, Win 10.32. Nghĩa là con máy Dell 6430 này, thực tế con này là nó được sản xuất năm 2013. Thì 2013 là những cái máy nào nó đang chạy năm 2013, mình nói rồi, Windows 10 bắt đầu mới có bản review, nghĩa là cái bản thử nghiệm của Microsoft, thì đến 2015 mới có bản chính thức của Win 10. Đó. Nên mọi người không quan tâm lắm về cái mốc mà lịch sử mà để phát triển phần mềm, mình chỉ cần lên đây mình gõ thôi. Thế giờ nghĩa là cái máy này hỗ trợ được hầu như là những cái Windows mà mình thấy trên thị trường, cho nên mình sẽ cài được vô tư. Mình sẽ thử thêm một lần thứ ba nữa cho mọi người. Download driver. Mình sẽ lấy một cái con máy 2015, chính là cái mốc lịch sử. 2015 là con máy có con Dell, 7450. Con máy này rất được xài rộng rãi trên thị trường nha. Mình cũng nhấn vô cái phần file driver luôn, cũng manual file specific driver for your latitude 7450 nè, file driver nè. Mình sẽ sổ cái này ra, operation system. Mình thấy chưa? Đầu tiên nó có Ubuntu nè, phiên bản 12.4, nghĩa là cái hệ điều hành này là cái hệ điều hành mở, mã nguồn mở đó mọi người. Windows 10 vẫn còn chạy được nè, 32-64 nè. Win 7 32-64 và Win 8.1. Đó. Cái này lại không có hỗ trợ WinXP nữa. Mọi người thấy chưa? Nó rất đơn giản vậy để mà mọi người biết cái con máy của mình nó sẽ hỗ trợ cho những cái thằng nào mà tốt nhất. Tại vì mình đang xài trên cái nền tảng là Microsoft. Đó, Windows Microsoft, cho nên là cái hệ điều hành đó nó rất thông dụng, hầu như 100 người hết 99 người xài rồi. Còn 1% còn lại là dành cho những anh em về kỹ thuật nghiên cứu, cái này các kiểu. Đó, thế mọi người thấy đơn giản thì mình cứ tải và nhìn vô đây thì để mình biết được cái con máy của mình nó phù hợp với cái Windows nào nhất. Với con máy 2015 thì chúng ta có thể cài được Win gì mình cài cũng được nè, thấy không? Cái này thì WinXP là không cài được. Vừa rồi là mình làm thử ba ví dụ là mọi người sẽ nắm được. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Và theo dõi những cái video hữu ích nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.